Chú chó bị treo cổ suốt nhiều năm và sự thật phía sau khiến ai nấy đều xót xa. Hình ảnh chú chó tên Kala khiến nhiều người đau lòng rồi phẫn nộ khi biết được sự thật. Chú chó Kala sống ở Costa Rica, chủ nhân của nó là một người thợ máy thô lỗ. Kala đã bị chủ sở hữu buộc cố định đầu bằng một sợi dây xích sắt lớn, khiến con vật khó thở khi di chuyển, nên lúc nào nó cũng phải giữ đầu ở nguyên một tư thế. Nhìn xa, chú chó tội nghiệp chẳng khác gì như đang bị treo cổ. Thậm chí, Kala còn bị chủ sở hữu ngược đãi, không cho ăn lại không cho ngủ. Mọi việc tồi tệ chỉ dừng lại khi hàng xóm bắt gặp và báo nhân viên cứu hộ địa phương. Các nhân viên cũng cho biết vết thương nhiều năm trên cổ khiến Kala vô cùng đau đớn khi điều trị. Nó ăn mòn thành một đường tròn rất khủng khiếp, chú chó rất yếu và không thể đi lại bình thường. Thậm chí, Kala không tin bất cứ ai, đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi. Dưới sự chăm sóc của nhân viên cứu hộ, chú chó dần hồi phục sức khỏe và tinh thần. Nơi Kala từng sống với vị chủ nhân biến thái kia đã từng có 16 chú chó bị chết vì treo cổ. Cũng may Kala may mắn sống sót khi được phát hiện kịp thời. Trải qua bao nhiêu bất hạnh, Kala đã tìm được chủ nhân mới của mình. Chú chó Kala giờ đây rất nghịch ngợm, bướng bỉnh và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chú chó nghĩ chủ mình bị chết đuối, bất chấp nguy hiểm lao xuống cứu. Loài chó luôn rất trung thành với con người chúng ta. Khi chủ nhân gặp nạn, chúng sẽ không bỏ mặc. Hành động này của chú chó khiến rất nhiều người bất ngờ. Chắc hẳn chủ nhân của chú chó này sẽ vô cùng hạnh phúc vì có một thú cưng trung thành đến như vậy. Người đàn ông trong video đã giả vờ bị đuối nước. Chú chó cưng của anh vội vàng cứu anh, thậm chí còn mạo hiểm nhảy xuống nước, cho thấy chúng trung thành với chủ của mình như thế nào. Chú chó loay hoay tìm cách cứu chủ và không ngại ngần tìm đường xuống. Tài khoản Facebook Lê Hiền để lại bình luận rằng: "Con chó là loài trung thành nhất, mình nhớ đã từng cho một con chó con ăn một lần, mà đến 10 năm sau gặp lại nó vẫn nhớ và mừng, cưng lắm cả nhà. Một mẹ nuôi 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ. Thương cảm bà lão mù lòa bán vé số mưu sinh qua ngày. Cả một đời ngược xuôi nỗ lực, có lẽ ai cũng mong muốn, về già sẽ có người chăm nom bầu bàn, sẽ có thể mỉm cười và nói, đến lúc an hưởng tuổi già rồi. Nhưng không phải ai cũng có được cái may mắn như vậy đâu." Hình ảnh bà lão mù lòa với thân hình gầy gò hàng ngày đều đến chợ Châu Đốc để bán vé số, kiếm chút cơm cháo gạo sống qua ngày đã dấy lên niềm thương cảm của rất nhiều người. Bà đã yếu lắm rồi, những bước chân không còn nhanh nhẹn nữa. Đôi mắt từ lâu đã không còn thấy gì, hai bàn tay giơ những tờ vé số mỏng manh, mong có ai đó qua lại mua giúp bà một tờ. Không ai biết mỗi ngày bà phải vất vả thế nào để có thể mua chút gì đó ăn qua ngày. Cũng không ai biết con cháu bà đâu mà lại để cụ vất vả đến như vậy. Nhiều cư dân mạng đã rớt nước mắt và không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bà lão. Chỉ cần nhìn dáng đi, thân hình gầy còn da bọc xương, ai cũng biết bà sống rất vất vả. Nhưng dù khó khăn thế nào thì bà vẫn cố gắng từng ngày, vì nếu không bà sẽ lấy gì để ăn đây? Nếu bắt gặp hình ảnh này, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Thương xót cha bà lão gần đất xa trời vẫn phải gồng gánh vất vả. Nên nếu có thể thì bạn hãy dành thêm thời gian cho ông bà của mình. Họ cần con cháu ở bên chăm lo phụng dưỡng tuổi già. Sau đó là giúp đỡ những số phận cần mình, trao cho nhau tình người ấm áp. Để trong một tương lai xa xôi nào đó, biết đâu bạn lại nhận được hơn cả những gì mình đã trao. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.